Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cặp loa cây đến từ Tannoy, một cái thương hiệu mà quá nổi tiếng của Anh Quốc rồi. Và đôi loa này là MX4. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký, sau đó bấm cái chuông để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hùng Audio nhé. Cặp loa mình giới thiệu các bạn như mình nói là cái model là MX4. Đây là một cặp loa cây. Nó có cái chiều cao gần 1m, 94cm, chiều ngang là 19 và chiều sâu là 25. Sở hữu hai loa bass 16, một loa trét. Đây là một cái cặp loa mà nó có cái màu, nó không phải là màu vàng và cũng không phải là màu trắng, mà gọi là màu Maple Lighting, màu vàng nhạt rất là đẹp. Một bên mình đã tháo lưới ra đây, có thể nói là đẹp xuất sắc. Lưới mình bỏ dưới đất này, và một bên mình đậy lưới. Bây giờ mình tháo luôn cái lưới này. Cái lưới của nó là màu xám trắng, lưới nhựa. Hai cái loa bass này là gân cao su, gân cao su còn nguyên riêng nha. Trép này, trép đôm này, trép đôm mũi vải, thùng vách gòn. Cặp loa này mình theo cá nhân mình thì mình cho nó là được 9 điểm, quá đẹp. Còn so với phần trăm thì nó được 97%. 9 điểm là mình tính theo mức âm thanh và cái độ đẹp nữa, và mức giá nữa. Mức giá nó chỉ 7,5 triệu thôi, nhưng mà cái âm thanh nó mang lại cho chúng ta rất là ngọt ngào, rất là tươi tắn và chi tiết. Và đặc biệt nó còn có chơi được B-Way nữa nha các bạn. Đây là tem của Tannoy này, 14 Live Map này, số series này. Đây là chỗ gắn cầu, gắn dây loa. Chơi B-Way, cái này nó không làm hai cái hàng dọc mà nó lại làm hàng ngang. Thì các bạn muốn chơi B-Way chúng ta cũng như bình thường, chúng ta tháo miếng đồng ra thôi. Nhưng mà còn chơi bình thường thì chúng ta gắn cái màu đen đây, màu đỏ bên này đó. Rất là dễ sử dụng. Số series liền kề luôn, 2830 2832. Cặp loa này như mình nói mức giá 7,5 triệu. So với mức giá thì đây là một cặp loa rất là tuyệt vời nha các bạn. Một cặp Tannoy bút xe mà hôm bữa mình bán đã là 6 triệu mấy rồi, mà cặp loa này nó đến 3 loa. Mà loa cây nữa, Flu Standing này thì chúng ta bố trí trong cái phòng, những cái căn hộ chung cư hoặc là những phòng khách sang trọng rất là đẹp. Thỉnh thoảng chúng ta nghe những cái loại nhạc mạnh cũng được, trữ tình cũng được, nhạc country đồng quê, nhạc jazz, bóp ballad, đa thể loại nha. Ok các bạn, chắc bây giờ mình test cho các bạn nghe thôi, nên nói nhiều ra quảng cáo nữa. Rồi. Về mong xanh tươi,
thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi trọn cuộc tình đây mơ toàn chuyện trên mây.